Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Thập bát thần tử, cố chịu đựng thêm chút nữa. Chấn áp xuống cho ta. Đau khổ quá. Là nỗi đau khổ nhất trên thế gian này cũng không nói quá. Đây rốt cuộc là mệnh kiếp nào? Lại có uy hiếp lớn cỡ này, ngay cả ta cũng không trấn áp được. Khá là phức tạp. Đấy nè. Vô tự bia được thập bát thần tử thu nạp. Thiên bia đang trấn áp mệnh kiếp, cuối cùng cũng trôi qua rồi. Một lúc sau, bây giờ chắc không sao nữa rồi. Thật may. Người giữ cửa tiền bối thế nào? May mà có tiền bối, bây giờ đã ổn hơn rồi. Lần này may mà có vô tự bia kia mới có thể trấn áp đại mệnh kiếp của người. Mệnh kiếp của người ta cũng từng nghe tới, nhưng không ngờ bạo phát lại mãnh liệt như vậy. Nếu không có vô tự bia, hậu quả không thể nào lường được. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao mệnh kiếp lại đột nhiên bộc phá? E là có liên quan đến tổ địa của Nguyệt Lân Thần Triều. Nơi đó có vấn đề. Tổ địa của Nguyệt Lân Thần Triều có vấn đề. Tổ địa đó dường như có thứ gì đó hoặc là khí tức cộng hưởng với mệnh kiếp của ta, rất là tà ác. Chính nó đã dẫn đến đại mệnh kiếp của ta bộc phát. Điều này thật sự là có vấn đề. Ta chưa cảm thấy nơi đó có dị thường. Nơi đó có lẽ liên quan đến chuyện sát hại mẫu thân của ta, khiến ta xém chút mất mạng. Làm rõ nơi đó, có lẽ sẽ điều tra ra được chân tướng của sự việc năm đó. Xem ra chuyện này không thể nào không liên quan đến Nguyệt Lân Thần Triều. Lần này thật sự không uổng công đến đây. Chắc là quốc chủ của Nguyệt Luân Thần Triều muốn mượn tổ địa ám hại ta. Nhưng may là ta có vô tự bia. Vô tự bia. Chắc trời sinh khắc chế mệnh kiếp của người. Lai lịch của vô tự bia thật sự là rất thần bí. Thiên hạ này chỉ có 9 tọa mà thôi. Nếu như ngươi có thể tập hợp đủ 9 tọa vô tự bia, có lẽ sẽ phá vỡ được đại mệnh kiếp của người. Đây nè. Toàn bộ đều dứt hơi rồi. Võ An Hầu này sao lại tàn nhẫn như vậy? Cũng không biết là tại sao Phụ Hoàng lại dung tha cho hắn. Võ An Hầu, ngươi là thất hoàng tử. Là bổn hoàng tử Võ An Hầu, Phụ Hoàng mời ngươi vào cung dự tiệc. Ngươi chính là người thua cho thập bát thần tử, còn bị hắn giam cầm đó sao? Võ An Hầu, ý ngươi là gì? Ý ta là thất hoàng tử ngươi phải cảm ơn ta. Mai sai ta mà chạm mặt thần tử gì đó, nhất định sẽ chém chết hắn tại trận, trả thù cho thất hoàng tử. Hy vọng sẽ như vậy. Nhưng mà ta khuyên ngươi đừng quá xem thường thập bát thần tử. Hắn không dễ đối phó như ngươi nghĩ đâu. Ngươi nghĩ ta sẽ là phế vật như ngươi ư? Xem cao uy phong người khác. Xem ra ngươi thật sự là bị thập bát thần tử dọa mất gan rồi. Trần Phàm, ngươi đừng náo tuét. Ở đây là Nguyệt Lân Thần Triều. Náo tuét thì đã sao, ta là Võ An Hầu. Cho dù là chém chết hoàng tử vô dụng như ngươi, thì quốc chủ sẽ làm được gì ta? Ngươi. Võ An Hầu tha tội ta sẽ dọn dẹp ngay lập tức. Không cần phải dọn dẹp. Đừng. Chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không tốt. Giữ người lại thì có tác dụng gì? Người này quá là tàn bạo rồi. Thất hoàng tử, đi hoàng cung đi. Cút cút. Phế vật. Võ An Hầu không tốn chút sức lực nào đã đánh bại được kẻ mạnh nhất của hệ người trẻ ở Nguyệt Luân Thần Triều ta. Không hổ danh là trụ cột của Nguyệt Luân Thần Triều.
Chiến pháp thôi, bổn quốc chủ có tự tin ngươi sẽ tiêu diệt được thập bát thần tử. Ma Thiên Đạo chúc mừng ngươi đã đánh bại được người đứng nhất của thế hệ người trẻ ở Ngột Luân Thần Triều. Phần thưởng là thức thứ hai của Nghịch Thiên Thần Kiếm. Quốc chủ yên tâm, ta nhất định sẽ dẫm lên xác của thập bát thần tử mà vang danh ở Đông Hoàng. Có sự giúp đỡ của Ma Thiên Đạo, trong thiên địa này mình là nhân vật chính. Rất tốt, hôm nay bổn quốc chủ rất vui. Để cho ngươi xem bổn quốc chủ thăng cấp thần vương thể. Cửu muội, ăn chút gì đi. Thất ca, ta không ngờ huynh còn dám đến thăm ta. Muội và ta dù sao cũng cùng nhau lớn lên. Cửu muội ban đầu cũng vì cứu ta mới đi về Vũ Hóa Môn, mới có kết quả như bây giờ. Nói đến nói lui cũng là nguyên nhân của ta, sao ta có thể nhẫn tâm nhìn muội như vậy được. Thất ca, nếu như huynh thật sự không nhẫn tâm, hãy thay ta đi tìm chủ nhân, hắn nhất định là sẽ đến cứu ta. Đây, ta, thất ca cầu xin huynh. Cửu muội, ta xin lỗi. Trước đây ta nghe theo mệnh lệnh của phụ hoàng, đã lừa thập bát thần tử đến hoàng đô rồi. Trên pháp hội, phụ hoàng sẽ ra tay với thập bát thần tử. Thất ca, huynh hồ đồ rồi. Cho dù lừa đến thì đã sao, chủ nhân là thiên tài, phụ hoàng không phải là đối thủ của hắn đâu. Ta khuyên huynh sớm quay đầu lại đi. Cửu muội, ta sợ, sợ phụ hoàng chém ta, cũng sợ thập bát thần tử chém ta. Xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Nếu như huynh đã như vậy thì đi đi. Cửu muội, ta phải tình cầu phụ hoàng, sau khi ông ấy lấy được thái âm vương thể của muội sẽ tha cho muội một mạng. Không cần, trở thành phế nhân ta sống còn có ý nghĩa gì nữa, hãy cho ta chết một cách thoải mái đi. Quốc chủ đến. Phụ hoàng. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Phụ hoàng lại đến đây. Phụ hoàng. Phụ hoàng muốn làm gì? Quốc chủ, vị này là cửu công chúa, từng là đại nhất thiên tài của Nguyệt Luân Thần Triều, Tiêu Minh Nguyệt. Không sai. Cửu công chúa nhìn cũng được đấy. Sau khi quốc chủ thăng cấp lên thần vương thả, có thể mang tức cửu công chúa cho ta hay không? Vì sao? Không vì sao cả. Chỉ là chưa đờ qua công chúa. Người to gan. Phụ hoàng, dù gì cửu muội cũng là công chúa. Ngụy Võ Hầu thật sự là to gan háo sắc. Không sao, cái gì? Tiêu Minh Nguyệt hiện giờ chỉ là kẻ phản bội Nguyệt Luân Thần Triều của ta mà thôi. Đợi ta lấy đi thái âm vương thể, sẽ ban Tiêu Minh Nguyệt cho người. Đá tạ quốc chủ. Trần Phàm là kẻ giết người biến thái, nếu cửu muội rơi vào trong tay của hắn, chắc chắn là sẽ bị hắn chơi đùa giết thảm. Bổn quốc chủ bắt đầu đây. Cửu muội. Tiếng thét nát lòng này thật là mỹ diệu. Như thế còn mạnh hơn bọn nữ nhân hạ đẳng nữa. Bọn nữ nhân đó chỉ biết dọa đến tắt tiếng rồi không nói được điều gì cả. Cửu công chúa thật tuyệt. Ra rồi, thể chất đặc biệt. Thành rồi. Hôm nay bổn quốc chủ đã đạt thành thần vương thể. Chúc mừng quốc chủ. Chúc mừng quốc chủ. Thần vương thể đại thành. Một khi có thần vương thể, bổn quốc chủ không sợ thằng nào. Cho dù là kẻ mạnh nhất của Vũ Hóa Môn, ta cũng có cơ hội thắng. Trần Phàm, Tiêu Minh Nguyệt ban tặng cho ngươi đó. Trên pháp hội ngày mai, bổn quốc chủ sẽ đem xem biểu hiện của người. Cửu muội. Muội không sao chứ? Không hổ là công chúa, vẻ ngoài cũng có chút ý vị mà nữ tử bình thường không có. Người, thất ca, chém chết muội đi. Ta, cửu công chúa, theo ta về hầu phủ của bốn hầu, chúng ta chơi từ từ. Chém chết muội. Chết tiệt. Võ An Hầu, thả cửu muội của ta ra. Cút sang một bên. Tiêu Minh Nguyệt là quốc chủ ban tặng cho ta, ngươi dám ngăn cản? Có tin ta tiêu diệt ngươi không? Cái này, hờm hoàng tử rác rưởi.
Hoàng tử rác rưởi, ta đường đường là hoàng tử, lại bị một tiện dân chửi na rác rưởi. Ngay cả muội muội của ta bị kẻ khác chơi đùa, ta cũng không thể nào ngăn cản. Tại sao lại thế này? Ta không cam lòng. Vẫn còn có cách. Đến ngay cả tiền bối gác cổng cũng không có cách. Lẽ nào giống như mẹ, lấy được thêm một viên bổ thiên đan. Trước khi còn sống, mẹ vì giúp mình lấy được bổ thiên đan đã phải trả cái giá rất lớn. Nguyên do trong đó đợi quay về rồi, vẫn nên tra hỏi Dương Minh lão tổ một chút. Người còn dám tới đây hay sao? Thập bát thần tử. Bên ngoài sao vậy? Là thất hoàng tử tới muộn. Là thất hoàng tử tới rồi, muốn cầu kiến thần tử. Viên Hồng đang ra tay với thất hoàng tử. Thất hoàng tử, ngươi trêu đùa bổn thần tử, có dám tới đây hay sao? Không sợ ta giết chết ngươi ư? Cầu xin thần tử hãy cứu muội muội Tiêu Minh Nguyệt của ta. Còn dùng chiêu này, ta thân là hoàng tử của Nguyệt Luân Thần Triều, nhưng lại cực kỳ nhu nhược, ta sớm đã sống đủ rồi. Thần tử, cho dù bây giờ ngươi giết ta, ta cũng không oán hận. Chỉ cầu xin ngươi hãy cứu muội muội Tiêu Minh Nguyệt của ta. Tiêu Minh Nguyệt rốt cuộc là bị cái gì? Muội muội của ta bị phụ hoàng lấy đi Thái Âm Vương thả rồi, lại được ban tặng cho Võ An Hầu. Lúc này nghe rằng đang bị Võ An Hầu ngược đãi và chơi đùa. Cái gì? Đám vô tri này. Xem lời nói của bổn thần tử như gió thoảng bên tai hay sao? Không muốn sống nữa ư? Thần tử, mau đi cứu muội muội của ta. Con người của Võ An Hầu này cực kỳ biến thái, đi muộn rồi ta sợ cửu muội của ta. Phủ Võ An Hầu. Ngồi không như vậy làm gì? Cửu công chúa, hãy cùng bổn hầu uống một ly rượu. Cút. Ngươi nói cái gì? Lẻ mặt mà còn không muốn. Xem ra ngươi thích dùng biện pháp mạnh rồi. Thả ta ra. Tưởng rằng bản thân ngươi là công chúa cao cao tại thượng hay sao? Loại ngu xuẩn như ngươi mà cũng xứng để Tiêu Minh Nguyệt ta cùng ngươi uống rượu hay sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Câm mồm. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi hay sao? Thế ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Không giết ta, ngươi chính là một tên phế vật. Đáng ghét, ngươi to gan. Ta chết rồi, chủ nhân sẽ báo thù cho ta. Đến đây đi, phế vật. Không phải ngươi nói giỏi lắm sao? Ta sẽ rút lưỡi của ngươi trước. Sau đó từ từ chơi đùa với ngươi. Hỗn xược. Là chủ nhân sao? Ai to gan? Bốn thân tử. Chủ nhân. Ngươi chính là thập bát thần tử. Vết thương có nặng lắm không? Ta không sao chủ nhân. Bên ngoài đều đồn tuyền thập bát thần tử kiêu ngạo vô cùng. Hôm nay gặp mặt quả thật là như vậy. Bổn hầu đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại dám không trả lời. Tiêu Minh Nguyệt là người của bổn thần tử, ngươi cũng dám động tới ư? Là người của ngươi thì đã sao? Bây giờ cô ta cũng chỉ là món đồ để bổn hầu chơi đùa mà thôi. Ngay cả con chó cũng không phải. Bây giờ ta khuyên ngươi tốt nhất giao Tiêu Minh Nguyệt cho bổn hầu, sau đó quỳ xuống tạ lỗi. Ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi ngông cuồng với ta cũng vô dụng thôi. Bởi vì ta sẽ đánh bại ngươi, biến sự ngông cuồng của ngươi thành hối hận. Chảm. Ngươi không tránh được đâu. Cái gì? Bản lĩnh của ngươi đây sao? Trong cùng thời, ngươi đúng thật là tên mạnh nhất ta từng gặp. Nhưng vừa nãy chỉ là món khai vị mà thôi. Trận chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nghịch thiên thập kiếm, thức thứ nhất. Nghịch thiên thập kiếm, nhìn có vẻ khá là lợi hại. Tiếp tục. Bộ kiếm pháp này lại khiến ta, một người đã đột phá linh cảnh, cảm nhận được một chút sức ép. Thú vị đó. Đến lượt ta. Cút ra cho ta. Cái gì? Đó là sức mạnh gì? Sức mạnh cơ thể của ngươi sao lại có thể mạnh như vậy? Mạnh lắm sao? Đó là do ngươi chưa từng gặp.
ta cho ngươi xem cái mạnh hơn. Long chi lực bộc phá. Cái gì? Ma Thiên Đạo gợi nhắc. Nguy hiểm, tránh ngay lập tức. Đáng ghét, tại sao hắn lại có thể mạnh đến vậy? Ma Thiên Đạo gợi nhắc. Kẻ địch quá lớn mạnh. Kiến nghị bỏ chạy như chó ngay lập tức. Chịu không nổi một đòn, tên phế vật như người cũng dám nhiễm chỉ thị lữ của ta. Hôm nay bổn thần tử sẽ làm mới sự nhận thức về kẻ mạnh của người. Ta không phải phế vật, ta là nhân vật chính của thiên địa này. Nghịch Thiên Thập Kiếm, thức thứ hai. Chạm. Ơi, Long Nguyên Thánh Kiếm. Chạm. Không, Ma Thiên Đạo cứu ta. Ấy, sao có thể chứ? Tại sao lại như vậy? Tại sao Ma Thiên Đạo lại không cứu ta? Cơ duyên Ma Thiên Đạo mà ta lấy được, quật khởi không quan trọng. Chạm diệt toàn nhà của Ngụy Võ Hầu, là tu sĩ đẹp trai nhất của Nguyệt Luân Thần Triều này. Không phải ta là nhân vật chính hay sao? Ngươi là nhân vật chính. Bổn thần tử chuyên diệt nhân vật chính. Lỗ mãng vô tri. Xem ra phải tìm kiếm khí vận chi tử tiếp theo rồi. Hệ thống nhắc nhở. Ngươi lấy được một sợi đế đạo khí vận. Hình như có thứ gì đó bay ra từ trong xác của Trần Phàm. Ma Thiên Đạo mà hắn nói là thứ gì, về thôi. Trận này bổn thần tử nhất định sẽ đòi lại công đạo cho người. Chủ nhân, Thái Âm Vương thể của ta đã bị phụ hoàng lấy đi. Bây giờ ta đã là một phế nhân rồi, không xứng đi theo bản thuần tử. Có biết bưng trà rót nước hay không hả? Bưng trà rót nước hầu hạ bổn thần tử có biết làm hay không? Biết làm. Nếu như biết thì không phải là phế nhân, đi về với ta. Thần tử. Ngày hôm sau, vùng đất tổ của Nguyệt Luân Thần Triều. Quốc chủ, pháp hội lần này có rất nhiều tu sĩ không mời mà tới. Có người nghe nói thập bát thần tử ở đây nên muốn đến xem náo nhiệt. Cũng có không ít là vì danh tiếng của thập bát thần tử cực lớn, đến đây để khiêu chiến với thập bát thần tử. Đến ngay cả thiếu chủ của thần tộc Kỳ Lân và thần hoàng thiên nữ cũng đến đây rồi. Hôm nay nhất định là ngày chết của thập bát thần tử. Kẻ thù lớn của ngươi đang ở nơi này. Bẩm não tổ, thập bát thần tử lúc nãy đang ở đây. Vậy hôm nay não tổ ta sẽ giúp ngươi giết chết tên tặc tử này, loại bỏ đi tâm ma của ngươi. Từ đó một bước xung thiên, đế lộ rộng mở. Đá tạ lão tổ. Thập bát thần tử, ngươi cướp lữ nhân của ta, đoạt lấy tứ chi của ta. Bổn thần tử phúc duyên thiên tử. Vương giả quay lại, hôm nay thề chết cũng chém đầu của ngươi xuống. Sao thập bát thần tử vẫn chưa đến? Nghe nói hôm nay tuy là ngày pháp hội tổ địa của Nguyệt Lân Thần Triều, nhưng toàn bị thập bát thần tử dành hết sự chú ý rồi. Ai còn quan tâm đến pháp hội gì nữa? Đại đa số các tu sĩ đến hôm nay toàn là vì thập bát thần tử. Trước kia Diệp Phàm của Diệp gia được xưng là đệ nhất nhân của nhân tộc Đông Hoàng. Không biết so với thập bát thần tử của bây giờ thì sẽ thế nào? Diệp gia, Diệp Thiên đến. Khí thế thật là mãnh liệt. Vừa nhắc đến Diệp gia thì người của họ đến thật kìa. Diệp Thiên, xếp thứ hai ở trong Diệp gia, sau anh của hắn Diệp Phàm, cũng được xưng là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc ở Đông Hoàng. Có thể đứng thứ hai ở Diệp gia, Diệp Thiên đương nhiên là cũng không yếu. Anh ta Diệp Phàm đã bế quan 3 năm, khiêm tốn đã lâu. Nghe nói gần đây Đông Hoàng xuất hiện thập bát thần tử gì đó, xuất đầu nộ diện, có thể muốn vượt qua anh ta Diệp Phàm. Bổn quốc chủ làm nên cục thế này, thật sự là càng ngày càng ổn định rồi. Thập bát thần tử đâu, ra đây gặp ta. Diệp Thiên, ta sẽ dạy ngươi thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Thập bát thần tử vẫn chưa đến lượt ngươi dạy dỗ. Hắn là bổn thiếu, là của bổn thiếu chủ. Kỳ Lân thiếu chủ, dù ngươi là thiên kiêu của tộc thần, của thần tộc,
cũng không có tư cách ngông cuồng trước mặt của Diệp gia. Ngươi thử xem. Các ngươi tranh giành ở đây thì được cái gì? Thập bát thần tử vẫn chưa đến. Có lẽ là sợ hãi không dám đến nữa cũng không chừng. Thập bát thần tử sao vẫn chưa đến? Còn Võ An Hầu nữa, Võ An Hầu đâu? Ở đây. Cái gì? Bổn thần tử cũng không ngờ là mọi người sẽ nhớ ta đến vậy. Quốc chủ, hôm nay Nguyệt Luân Thần Triều tổ chức pháp hội ở tổ địa. Bổn thần tử có muốn quà tặng người. Đây là thi thể của Võ An Hầu. Ta là Diệp Thiên của Hoàng Cổ Thế Gia Diệp Gia. Anh ta là Đông Hoàng Đệ Nhất Thiên Kiều Diệp Phàm, có tư chất đại đế. Anh trai của người vẫn có thể là một cây hẹ. Còn người ngay cả cây hẹ cũng không bằng. Thập bát thần tử, hai vị lão bằng hữu cũng khỏe trở lại rồi. Hay thật là đáng mừng mà. Bốn thái tử đến rồi. Đó là Lâm Thái Tử. Lâm Thái Tử, thì ra ngươi mới là cây hẹ thật sự. Tứ chi bị bổn thần tử chặt đứt, giờ lại mọc lại rồi. Chỉ giỏi cái miệng. Tần Thư, hôm nay ta sẽ kết liễu người. Minh Nguyệt, muội cũng ở đây sao? Minh Nguyệt, ta biết muội đã bị thập bát thần tử ép buộc nên mới trở thành người hầu của hắn. Hôm nay ta sẽ giết chết hắn, trả tự do lại cho muội. Minh Nguyệt, mau đến bên ta. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho tên vô sỉ như là thập bát thần tử tổn hại đến muội nữa. Lâm Thái Tử, xin ngươi tự trọng, nếu dám làm nhục chủ nhân, đừng trách ta không khách khí. Cái gì? Muội, muội gọi hắn là gì? Con trai ngốc, bé gái đó hiển nhiên không thích ngươi nữa rồi. Đừng cho đi một cách vô ích nữa. Cả đời Tiêu Minh Nguyệt của ta là người của thập bát thần tử. Thập bát thần tử mãi mãi là chủ nhân của ta. Chết tiệt, Tần Thư không thể tha thứ. Ở trước mặt của quốc chủ Nguyệt Luân Thần Triều, cửu công chúa lại nói như vậy. Đây là vả mặt của quốc chủ hay sao? Tiêu Minh Nguyệt, đừng quên rằng quân là công chúa của Nguyệt Luân Thần Triều đấy. Nhận người làm chủ, lời nói vô liêm sỉ như vậy con cũng nói ra được. Ta mệnh lệnh cho con đến bên cạnh quốc chủ. Lực cười, khi lấy đi thái âm vương thẻ của ta, ngươi có xem ta là công chúa hay không? Từ nay về sau, Nguyệt Luân Thần Triều không có bất cứ liên quan gì đến với ta. Ngươi có tư cách gì mà mệnh lệnh cho ta? Đáng ghét, Tiêu Minh Nguyệt, ngươi cho rằng thập bát thần tử có thể làm chỗ dựa cho ngươi? Thế ngươi muốn leo lên cái cây lớn như này ư? Xin lỗi, ta chính là cho rằng như vậy. Ngươi có thể làm gì được ta? Bổn thần tử cũng cho là như vậy. Quốc chủ ngươi có thể làm gì được ta? Lâm Thái Tử, nếu như ngươi đã thích Tiêu Minh Nguyệt, ta cho ngươi đấy. Hôm nay ngươi có thể đưa cô ta đi, thì cô ta chính là của ngươi. Hôm nay Minh Nguyệt nhất định là của ta rồi. Thập bát thần tử, đến đây đi. Ây, ngươi vẫn chưa đủ tư cách đâu. Ngươi có ý gì? Trừ phi không dám tiếp nhận khiêu chiến của bổn thái tử. Hôm nay muốn khiêu chiến ta, ngông cuồng trở thành kẻ địch của ta. Các ngươi có thể lên luôn một lần. Cái gì? Thập bát thần tử muốn độc chiến quần hùng? Thiếu chủ của Kỳ Lân, thiên nữ của thần hoàng, Diệp Thiên Lâm Thái Tử, ta không phải là chỉ muốn nhắm vào mấy người các ngươi đâu. Ta muốn nhắm vào là tất cả các ngươi. Ở đây, ai muốn ra tay với ta đều là thứ rác rưởi. Một mình bổn thần tử chấp hết tất cả các ngươi. Ngâu lắm. Thập bát thần tử không hổ danh là đệ nhất ngông cuồng của Đông Hoàng. Nói ra lời này, cho dù kết quả như thế nào đều khiến người khác phải bái phục. Làm người phải như thập bát thần tử, đây mới là anh hùng. Tần Thư, ngươi quá ngông cuồng rồi. Ngươi có xem bổn thần tử là tồn tại để cho ngươi tùy ý chém giết vậy sao? Khí thế của Lâm Thái Tử mạnh thật, hoàn toàn khác với trước đây. Dù sao cũng là thái tử của Long Tượng Cổ Quốc, có lộ tính của
Của quốc Lâm Thái Tử đương nhiên là quật khởi sẽ không, sẽ đơn giản hơn. Đây lẽ nào là hơi thở của lão tổ Long Tượng? Nếu như thật sự là như vậy, Lâm Thái Tử xem ra đã lấy được một cơ duyên lớn. Thập bát thần tử gặp phải kẻ địch mạnh rồi. Lá của bây giờ ngươi không neo nổi đâu. Cũng không chọc vào được. Sức mạnh nhục thân của ngươi hình như có hơi đặc biệt. Nhưng mà cấm kỵ chí tôn cốt. Lại là hở. Rác rưởi. Cái gì? Xuống dưới. Cái gì? Lại bại nhanh như vậy sao? Thập bát thần tử trẻ tuổi như vậy lại có sức mạnh lớn như thế? Đây là ngang bằng với con trai ruột của đại đế cổ đại thôi sao? Quá khủng bố, thập bát thần tử chẳng qua chỉ là tu vi linh cảnh, nhưng một chiêu thức đều đem đến cảm giác giống như là thần tiên. Sao có thể chứ? Sao hắn lại có thể mạnh đến như vậy? Ngươi đã xem thường tên nhóc này rồi. Với hiểu biết của lão tổ ta thấy, tên này hoàn toàn, toàn thân đều rất kỳ dị. Chỉ e là công pháp cơ thể, thần hồn, thậm chí là cơ duyên đều rất hiếm có. Hắn đã mang đến. Hắn đã mạnh đến nỗi không thể nào có điểm yếu. Ta nhất định là phải tiêu diệt hắn, bất kể là phải trả cái giá thế nào. Lão tổ giúp ta. Được thôi, lão tổ ta sẽ triển khai ngay bí pháp, giúp ngươi nâng cao sức mạnh của cơ thể ngay lập tức. Trực tiếp dùng sức mạnh đập tan vạn pháp tiêu diệt hắn. Bổn thần tử nói rồi, cho các ngươi lên cùng một lần luôn. Lâm Thái Tử, một mình ngươi không đủ đâu. Thậm chí còn không làm bổn thần tử hứng thú. Hắn đã trở lên mạnh hơn rồi. Đáng ghét, ta vốn tưởng tượng sự tiến bộ của bản thân đã đủ nhanh. Thì ra hắn còn nhanh hơn ta. Thập bát thần tử quả không đơn giản, nhưng vẫn không sánh bằng Diệp Phàm anh trai ta. Anh ta đã được phong làm đế tử, đã định sẵn là sẽ trở thành đại đế của kiếp này. Tần Thư đừng đắc ý. Tiếp theo đây, bổn thái tử sẽ thể hiện phần mạnh nhất của ta. Thú vị rồi, sức mạnh cơ thể mạnh hơn rồi. Và lại còn là tăng mạnh gấp đôi trong phút chốc. Trên người của Lâm Thái Tử có bí mật, hình như đã có được phương pháp đặc biệt nào đó giúp tăng sức mạnh cơ thể. Đây chính là thứ ta cần. Không cần đến những người khác, một mình ta giết ngươi là đủ rồi. Ít nhất cũng có 50 thực lực sức mạnh cơ thể. Quả nhiên là Long Tướng Lão Tổ. Thằng nhóc Tần Thư này. Năm đó, một vị chuẩn đế âm thầm ra tay với ngươi nhưng chưa thành công. Lần này xem ngươi có thể làm gì. Xem ra cơ duyên thật sự của Lâm Thái Tử là ở sức mạnh cơ thể. Sức mạnh cơ thể của Lâm Thái Tử căn bản không phải là tu sĩ cùng cảnh giới có thể chống đỡ được. Truyền thuyết kể rằng tổ tiên của Long Tướng Cổ Quốc là một vị Long Tướng đại yêu. Cơ thể cứng rắn sánh ngang với chân long. Từng tham gia cuộc chiến tranh đoạt đại đế. Xem ra mọi tích tụ của Long Tướng Cổ Quốc đã bộc phát trên người của Lâm Thái Tử. Kỳ Lân thiếu chủ, luồng sức mạnh cơ thể này ngươi có thể chịu đựng được không? Nếu miễn cưỡng vẫn được, ta không ngờ rằng trên người của nhân tộc lại có sức mạnh cơ thể lớn mạnh như vậy. Quỳ xuống tạ lỗi đi. Nếu không ngươi sẽ chết. Chủ nhân, cửu công chúa không cần phải hoảng loạn. Điều này đối với thập bát thần tử chẳng là cái thá gì cả. Lâm Thái Tử này là vẫn chưa biết bộ dạng lợi hại của thần tử. Đấu bằng sức mạnh cơ thể hay sao? Thật là nực cười. Ánh sáng của đom đóm cũng dám tranh tỏa với trăng sao. Cái gì?